Trước đây á, là Phụng bị tai biến là hồi năm 45 tuổi. Thì địa chỉ ở Sài Gòn á, là bốn cái bệnh viện, mà sức khỏe thì càng ngày nặng hơn. Thì từ ngày mà biết cái dinh dưỡng của người em mình ở Sài Gòn á, về đây thăm mình, thì chia sẻ cái dòng dinh dưỡng của Nutrilite, thì mùng 6 Tết á, là em mình đem cho một bộ dinh dưỡng uống trong 2 tuần á, thì sức khỏe nó bình phục lại rất là tốt. Trước đây á, là đêm á, thì ngủ á, là 2 giờ đêm, 3 giờ đêm mới ngủ được, ngủ thì ngủ ngồi không, tại vì cái phần ót á, nằm xuống thì không được, mà uống thuốc ở bệnh viện là bốn bệnh viện, mà bệnh thì nó cứ không hết, mà tiền thì hết mà không hết bệnh đó. Thì từ ngày mà uống cái dinh dưỡng của Nutrilite á, thì sức khỏe nó hồi phục lại là một, thấy là 95%, nó khỏe, rất là khỏe. Mà trước đây á, thì sức khỏe của Phụng á, là cha với cha mẹ chồng với cha mẹ ruột á, là thấy mình bệnh như vậy, thì á, là mẹ mình mới nói với mẹ chồng á, là chị với tôi chuẩn bị trong tâm lý đi, ông Phụng sẽ chết trước tôi với chị đó. Ông xã mình thì mình cũng viết di chúc lại cho bạn mình rồi, tại vì mình nghĩ là sức khỏe của mình đó, là tại sao mình bác sĩ mà chị mà không hết, mà bốn bệnh viện lớn ở Sài Gòn thì mình không còn muốn sống nữa. Sống mình thấy đày đọa ông xã quá chừng luôn, thì mình mới dịp may thấy là thằng em mình nó về vậy, nó là giúp cho mình, thì mình rất là khỏe.